Đây là cách mà Tuấn đã tạo ra một cây na vừa chơi cây thế mà lại có quả quanh năm. Cùng xem hết video này nha. À? Ngôi nhà này, cái sân này, cái bếp này nó chứa biết bao nhiêu kỷ niệm từ thời còn thơ ấu các bạn ạ. Bà nội của Tuấn mất đã lâu. Nhưng cứ hàng năm vào ngày mùng 9 thì bác cả có tổ chức làm mâm dỗ để cúng bà. Nhà mình có một cái món không thể thiếu được Đó là món thịt nướng Mà thịt nướng thì phải bắt buộc phải có những cái than hồng Mà thịt nướng ấy là phải bằng nướng bằng lõi ngô các bạn ạ Ông bà nội của Tuấn đẻ ra 14 người con Một nửa gia đình ở trong Lâm Đồng Nửa còn lại ở ngoài Bắc Trên ban thờ thì có di ảnh của ông nội và bà nội ở hai bên Và đây là chú em rể Chú này thì mới có một thành viên mới nhé Một em bé rất xinh nhé Hôm nay Tuấn cứ gọi là tay dao là từ đầu đến cuối luôn Trước đây mà chưa lấy vợ là cũng khá là vụng về Bây giờ thì cũng được thực hành liên tục Cứ đám cưới đám xin rồi công việc gia đình là cứ mạnh dặn dạ làm thôi không có gì phải sợ phải ngại cả bởi vì mình không làm thì sau này ai làm con cái mình phải làm gương mẫu chứ bố mẹ mình trước đây đẻ ra mình thì cũng làm cho đến ngày hôm nay thì mình phải làm thôi nhìn thấy mâm cỗ mà thèm của các bạn nha đầy đủ nha thịt gà nha dạ dày nha giò nha thịt nướng nha đầy đủ hết băm chặt là xong hết rồi trong khi chờ đợi các chú các bác đến mở cốp xe ra lấy dụng cụ ra khử cái cây na này các bác ạ. cách đây khoảng hơn một năm tuấn đã sửa một lần rồi cắt giật nha ôi rồi ôi bị bà chị dâu chị nói khiếp lắm chị bảo mày để cho chị còn ăn cái quả chứ mày cứ cắt thế làm gì có quả anh em mình công nhận với tuấn là nếu mà cây na anh em mình cứ cắt bấm sửa đầu cành ấy, Thì hoa và quả nó ra càng nhiều công nếu bạn nào mà đã trải nghiệm rồi hãy comment ở bên dưới để tuấn biết đấy cái người mà yêu cây nó nhìn thấy cái cây trong gia đình mà nó không thuận mắt mình ngứa ngay chân tay lắm anh em ạ à. cứ phải ra cắt sửa cho nó đẹp lên mình mới vui sau khi xem video này thì các bác hãy nhìn xung quanh nhà của mình đi nếu mà trong nhà có những cây na cây mít bất kỳ những cây ăn trái nào mà nhìn nó có cái đường nét nghệ thuật thì cắt sửa cho nó đẹp lên mỗi ngày thế còn cây nào mà nó chưa đẹp đưa nó về cút không cứ cắt cụt ngang gốc đi tính tiếp các bác nhá tuấn bonsai hãy để cây cảnh là nơi bạn trở về